Vâng, anh đã đi phẫu thuật thành chị rồi em ơi, em gọi anh là chị đi. Chị lấy chồng không chị? Tất nhiên là có rồi nhưng mà Linh không ai lấy hết. Linh là thích người ít tuổi hơn mình. Trước kia, ý là trước kia thì Linh có thích một người ít tuổi hơn. Và từ cái cảm xúc đó Linh đã viết ra bài Không Dám. Thì cái bài Không Dám đó là cái bài mà Linh đã viết cho người ít tuổi hơn. Chị là con gái từ khi nào vậy? Linh là con gái từ khi Linh còn bé. Nhưng mà Linh không được là chính Linh. Đến bây giờ Linh đã được là chính Linh rồi. Linh cưới chồng rồi xin con nuôi cũng được mà. Không 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 nha, không cần xin con nuôi đâu, Linh vẫn có thể tự tự sinh con của Linh. Vâng, Linh canal hơi trễ cho nên là bây giờ Linh mới được là chính Linh. No no, ngày xưa Linh không có đẹp trai, ngày xưa Linh rất là xấu, Linh má hóp cả lại trông như là kiểu gì, bộ trưởng bộ hài cốt. Vâng, đó là cái biệt danh, đó là cái biệt danh thân yêu mà mọi người đã tặng Linh. Và bây giờ bộ trưởng bộ hài cốt vẫn là bộ trưởng bộ hài cốt thôi, nhưng là bộ trưởng nữ này. Nhớ nhiều người có hỏi cắt chưa rồi các thứ, người ta đã bảo là rồi, xong cứ hỏi đi hỏi lại. Thế bây giờ sao, muốn coi luôn hả? Mà tất nhiên nhá, mọi người phải hiểu rằng là gì, là chuyển giới không phải là cắt băng đi đâu. Ai người ta cắt băng băng đi như vậy đúng không? Người ta phải làm rất là từ từ, người ta phải chỉnh sửa lại làm sao cho giống nữ nhất. Khi mà đã là chuyển giới sang nữ rồi thì các bộ phận y hệt như nữ, cho nên là mọi người đừng có hỏi là như này như kia nhá, quan hệ hay là cái thứ, nói chung là y như một người phụ nữ nha. Đó, cho nên là Linh không muốn nhắc nhiều về cái vấn đề này. Những vấn đề này là những vấn đề riêng tư nên là mọi người đừng hỏi đây nha. Ai mà muốn biết thì hãy inbox cho Linh, Linh sẽ trả lời từ A đến Z không sót một chút nào nhá. Linh đã cố gắng 30 năm rồi, Linh không thể nào mà có thể cố gắng tiếp nữa. Linh lúc nào cũng phải cố gắng gồng lên. Mọi người không hề thấy Linh phải khổ sở như thế nào đâu. Mọi người chỉ biết Linh ở trên những cái MV thôi, rồi Linh đã phải cố gắng như vậy. Nên là khổ lắm mọi người à, rất là khổ. Vâng, mọi người hiểu được thì cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Trời, tôi làm MC luôn đó hả? Được đấy nhở? Đấy, giống như là gì nhở? Đây, ví dụ là những bạn chuyển giới thì ví dụ có những bạn mà không có điều kiện để làm giọng đi chẳng hạn, thì sẽ rất là khổ và cũng không tập được. Họ có cái giọng nói rất là trầm và đi đâu thì họ cũng kiểu bị tự ti ý, vì mọi người ai cũng nhìn bằng cái ánh mắt kiểu soi mói. Đấy, mà chẳng ai muốn. Bây giờ giả sử như bạn đi vào đám đông xong bạn bị người ta quay ra nhìn thì bạn có thấy kỳ không? Bạn có thấy kiểu bị chạnh lòng, bị tủi thân, mình có làm gì đâu mà tự nhiên người ta lại quay ra người ta nhìn mình đúng không? Có chuyển giọng nói không chị? Linh đã nói rồi, sau này Linh sẽ làm sau và mọi người hãy cứ từ từ đi nha. Thế trước kia Linh đã từng yêu con gái chưa? Mọi người, Linh cũng phải nói mọi người là Linh chưa từng yêu con gái nhá. Linh chưa bao giờ nhá. Đúng, bây giờ thì Linh đã rất là mạnh mẽ rồi, có rất là nhiều lời comment tiêu cực, nhưng mà với Linh thì bây giờ lúc nào Linh cũng chỉ nở nụ cười thôi, để cho mọi người thấy rằng là gì, khi mà nhìn vào Linh mọi người chỉ thấy nụ cười và niềm vui thôi. Linh chỉ muốn là Linh mang niềm vui và nụ cười đến cho mọi người, chứ không phải là những cái gì đó kiểu mọi người nhìn vào Linh lúc nào cũng thấy Linh buồn rồi này kia. Và Linh kể những cái chuyện về chuyển giới này ra không phải là kể lể để cho mọi người thương hại nhá. Linh muốn truyền động lực cho tất cả những bạn mà vẫn còn đang ở trong bóng tối. Các bạn ấy không hề được bảo vệ. Các bạn ấy cảm giác như là bị cô đơn ấy. Không có ai giống như họ, không có ai giống như người ta, giống như kiểu Linh trước kia vậy đó. Linh cứ kiểu một mình này, không tiết lộ cho một ai biết luôn và cứ sống như thế. Linh cảm thấy rất là bức bối và Linh muốn, bây giờ Linh muốn nói nhiều hơn, Linh muốn tạo động lực nhiều hơn để cho những bạn giống như Linh có thể bước ra ánh sáng, có thể là công khai và sống được thoải mái hơn và được thoải mái tìm những nụ cười giống như Linh. Nào, liệu không biết là có bạn nào ở đây vẫn còn đang ở trong bóng tối không? Không biết có bạn nào không?
giọng nói chuyển tốn bao nhiêu vậy chị? Theo như Linh tìm hiểu thì giọng nói thì hết khoảng Linh có nhờ bạn bè hỏi khoảng 7-8 nghìn đô gì đấy, nhưng mà cũng nhiều lắm. Nói chung là mất khoảng nếu mà đi sang Hàn Quốc để làm các thứ thì cũng phải mất đến 200 triệu. Hu hu. Dạ vâng ạ, tất cả mọi thứ đều ổn nhưng bàn tay không ổn. Vâng, nhưng mà mọi người phải thông cảm cho em là từ nam chuyển sang nữ thì phải mất cả một thời gian, cả một quá trình để mà làm đẹp. Có thể là gì, có những bạn gái mà cũng tay gân đầy luôn đó, hoặc là có những bác nông dân, những người ta đi làm ruộng, người ta cũng chân tay, người ta xuất sở cũng đâu có đẹp đâu. Em cũng vậy, em xuất thân từ nông thôn cho nên là chân tay em cũng không có được đẹp, nên là em đầy gân đầy guốc, nên mong các anh chị thông cảm. Em chỉ là một người có tâm hồn rất là nữ tính nha.